Trước giờ chỉ biết sóc là con vật nhỏ bé rất nhanh nhẹn chuyên sống trên cây và ăn các loại hạt. Nay xem video mới được thấy cận cảnh cách chú ăn và giữ trữ thức ăn như thế nào. Vì củ đậu phộng khá to so với miệng nên chú phải đưa qua đưa lại lựa thế sao cho nó nằm gọn gàng nhất, sau đó mới cắn nhỏ mấy hạt kia cho vào đầy miệng rồi mới chạy về cất vào tổ.